Điện tử Tám Hoa xin chào các anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, ở video hôm nay Điện tử Tám Hoa phối ghép một cấu hình karaoke để cho toàn thể các anh em cùng tham khảo với bộ dàn hát karaoke gia đình. Và trên màn hình nhỏ của toàn thể các anh em đây là một bộ dàn hát karaoke có trị giá là 22.400.000, đã bao ship toàn quốc. Và gồm có 6 sản phẩm, 6 thiết bị. Và đầu tiên tôi xin giới thiệu để cho các anh em là một chiếc đẩy công suất, tôi ghép với một chiếc đẩy công suất Audio Center 4.0. Chiếc đẩy công suất được sử dụng là 28 sò có bù áp, rất khỏe. Và tiếp theo là một chiếc lọc Equalizer DBX 2231. Và thứ ba là một chiếc vang JBL QT12. Chiếc vang JBL này nó cũng có hệ thống chống rú của micro rất là tốt. Và thứ tư là một chiếc máy lưng tiếng EX Suntech 3688 và một cặp mic không dây. Thứ năm là một cặp mic không dây Palmax Pro 8000. Và thứ sáu là một cặp loa, và cuối cùng là một cặp loa B3. Đây là một cặp loa B3 HF102. Còn dòng loa B3 HF102 hàng bãi xịn này nó được trang bị hai chiếc loa bass 25, hai chung và hai chép. Còn đặc biệt với một cặp loa B3 HF102 còn rất đẹp. Vâng, đây tôi quay thùng vách cho các anh em cùng ngắm nghía với một dòng loa bãi xịn B3 HF102, và nó còn đẹp như thế này. Và còn rất đẹp. HF102. Đây là một dòng loa bãi xịn thương hiệu của người Đức. Vâng. 22.400.000. Chúng ta đã sở hữu được một bộ hát karaoke nghe nhạc chất lượng như thế này. Và quý vị thì là các anh em có nhu cầu những sản phẩm âm thanh karaoke, những bộ hát karaoke chất lượng, cặp loa bãi xịn, xin hãy liên hệ cho Điện tử Tám Hoa theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Trung tâm Điện tử Tám Hoa giao hàng toàn quốc. Địa chỉ Điện tử Tám Hoa, Thị Tứ, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Và bộ dàn hát karaoke nghe nhạc rất là hay. Thank you.
Và các anh em có nhu cầu xin hãy alo cho địa chỉ Hoa Tám Hoa. Và không quên địa chỉ địa chỉ Tám Hoa thị trấn Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Gõ cửa trái tim van em được vào, dù tình xót đau chung thân nguyệt đào, mù vùi với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hột tái tê lắm cánh thần thờ, nhện nòng mắt răng tơ để một môi bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đợi chờ. Tim em bằng vàng nên tiếng kêu nghe khỏe bàng, để anh gõ cửa miên man mà em không chút hỏi han. Anh buồn nang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nhịp trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phím say cung tình lầy cũng mong lung, tim em ai bắn mũi tên lạnh lùng.